Làm bài tập cả ngày là mình đau cổ quá. Nhưng vẫn phải tiếp tục thôi, mình chưa làm xong mà. Mệt mỏi lắm luôn đấy. Ngủ một tẹo thôi. Xem nào, đúng rồi, làm thế này là hết sức hợp lý. Áp dụng công thức là tính dễ ợt đấy mà. Chuẩn chuẩn, sao mình lại quên được định lý này nhở? Wow, làm được nhiều bài quá ta, ấn tượng đấy bố. Chỉ còn mấy dòng nữa thôi à? Đợi đã nào, đỉnh, thế là xong. Bài tập về nhà của tớ, IQ vô cực của tớ, ướt sũng và mất hết chữ rồi, không. Ôi má ơi, bài tập của mình có ướt không thế? Hù, tạ ơn thần linh, mình chỉ mơ thôi. Hello, cậu vẫn đang làm bài tập đấy à? Wow, sao nhìn dữ vậy bà? Cậu giận tớ hay gì? Không, mình chẳng muốn chuyện đó xảy ra đâu, phải ngăn ngừa từ bây giờ. Bút 3D của mình đây rồi, cậu chuẩn bị tinh thần chưa? Tớ sẽ lật ngược cái cốc này lại, sau đó vẽ theo miệng cái cốc bằng cây bút chì này. Vẽ hết vòng tròn nha, thế là xong, để cái cốc ra chỗ khác được rồi. Giờ mình sẽ bắt đầu với việc tô hết vòng tròn này. Cách dễ nhất là cứ đưa bút tới lui đó nha. Nhưng đừng lo nếu tay bạn hơi run một tẹo, cứ làm tiếp nhá. Mấy đường này chẳng cần thẳng như thước đâu, chuẩn rồi đấy, còn mỗi tẹo thôi. Ta-da, tớ đã làm xong cái nắp cho cốc rồi, cũng chưa xong hẳn ý, phải thêm vài đường uốn lượn nữa này. Và rồi tớ sẽ nối nó với cái nắp tiếp theo, nhớ tô đầy hình dạng này nha mọi người. Và khi đã xong xuôi thì tớ sẽ làm thêm vòng quanh cái cốc, cái này cũng phải được tô kín nhá. Yay, xong hẳn rồi, phải thử một chút mới được, đỉnh của chóp không bị rơi ra luôn. Cái nắp này đúng là xuất sắc. Wow, cậu làm cái nắp này đấy á. Nhìn này, tớ vẫn uống nước được luôn. Và rồi chỉ cần đậy nắp lại là xong. Giờ tớ chẳng phải lo sợ bài tập bị hỏng nữa rồi. Hết đổ tèm lem nhá. Ngủ đẫy giấc thoải mái quá. Nghe vài bài hay cho tỉnh táo nào. Hello. Chà, mình thích bài này. Chỉ muốn nhảy theo nhạc thôi. Mặc đồ xong. Woohoo. Sẵn sàng bắt đầu ngày mới rồi. Có thế chứ. Dậy nữa. Oh yeah. Đi bộ thì có sao, càng có thêm thời gian quẩy. À, ngửi thấy không? Hiền nhiên đấy. Ờ, Liam kìa. Đằng này nè. Ây ba ơi. Khoan, Liam, không, đừng. Cậu ấy vẫy gì cơ chứ? Liam, dừng lại. Vỏ chuối kìa. Cậu ấy không hề nhìn thấy phải không? Thôi xong. Wow. Ổn cả rồi. Không gì có thể ngăn được những bước nhảy này. Nhưng mà nghĩ lại. Ôi trời. Tai nghe của mình. Ngày vui ngắn chẳng tay găng. Giờ thì mình nghe nhạc bằng gì đây? Bass của cái này sao mà sánh được với tai nghe xịn cơ chứ. Nhưng mà mình có thể tự làm một cặp xịn. Và chỉ cần bút 3D thôi. Giờ thì tô vào hình mới vẽ. Cứ tiếp tục nhá, từng đường một. Rồi đặt miếng này lên. Dùng bút để ráp hai mảnh lại với nhau nha. Khi keo khô, hãy gắn tất cả các phần bạn đã làm. Gài tai nghe vào trong này. Ta-da! Đó, vừa đẹp vừa chắc chắn. Liam, cậu có sao không? Oh yeah, xem đây này. Tớ sẽ tiếp tục nhảy. Lên. Ừ, gặp cậu sau nhá. Đẹp quá. Liam ơi, xuống ăn nè. Mẹ biết cam là món con thích mà. Không, nhưng phải rửa tay sạch đi đã. Quy tắc thế nào nhỉ? Sạch rồi nè mẹ ơi. Rửa tay. Vâng. Thật là vô lý hết sức. Nhưng mẹ muốn tay sạch thì ok. Con dùng quá trời xà phòng nè mẹ. Wow. Xà phòng trơn chuỗi chuỗi ấy. Trời. Mãi mà không cầm chắc được. Không. Thôi quên nó đi. Sạch rồi mẹ ơi. Con đói bụng quá nè.
ở yên đó nhá. Giải quyết nỗi buồn nào. Wow, ôi không. Liam. Hả? Làm gì bây giờ? Mình suýt thì ngã đập đầu. Xà phòng. Sao lại có xà phòng dưới sàn? Nó tự mọc chân hay sao vậy trời? Ôi giời, ở yên đây. Mà chờ chút, mình nghĩ ra ý này rồi. Bút 3D có thể giúp xà phòng ở yên một chỗ. Thấy các đường ngoằn ngoèo chứ? Chúng sẽ giúp giữ chắc xà phòng cho bạn. Vẽ các đường lên cục xà phòng thế này nhé. Đơn giản mà, phải không? Nhưng mà chưa xong đâu. Hãy dùng bút để tô màu cho hình này nhé. Chúng tớ chọn unicorn. Hãy dùng thêm các màu giúp nó sống động hơn nhé. Chỉ cần phun gel có màu theo chuyển động lên xuống là được. Và voila, unicorn dễ thương. Hãy xem khay đựng xà phòng đáng yêu nè. Cho nó vào. Vừa như in luôn nha. Good job nè. Anh sẽ để mắt tới chú đấy. Ok, quần legging tôn dáng ghê. Vậy là trông mình giống nàng tiên cá rồi. Nhưng tóc thì chưa ổn chút nào. Mình phải sửa ngay thôi. Khoan, cái gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra với cái lược? Đúng vậy, mình mới đi tiệc tiên cá về. Gỡ đuôi ra này, nhẹ cả người luôn ấy. Bàn chân mình được thoải mái rồi, nhưng cái đuôi thì bẩn. Vậy nên mình đã quyết định mang đi giặt. Ngay cả đuôi tiên cá cũng cần được làm sạch chứ. Và vì tiện giặt đồ nên mình đã bỏ một vài quần áo nữa vào. Như quần jean màu hồng, mình có để lược ở trong túi quần jean mà. Và rồi mình bật nút khởi động. Và mình bước đi, cho rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ôi không! Nhưng hẳn là phải có cách nào đó chứ ta. Chuẩn không cần chỉnh, mình sẽ thử coi sao. Cái giá này vẫn có hình chiếc lược, nên mình sẽ rắc chút lá vàng lên đó. Và giờ thì đổ epoxy lên nè, nó chẳng khác nào một cái khuôn. Nhưng mình không muốn đổ đầy epoxy trong khuôn, nên thế này đủ rồi. Mình sẽ bổ sung màu xanh lá cây nữa. Đó, vậy là được rồi. Cứ để đó cho nó cứng lại thôi. Ok, vậy là ok la rồi, mong là dùng được. Wow, trông y hệt một chiếc lược bình thường. Và nhìn có xinh không cơ chứ? Ok, thử trải để xem nó có hiệu quả với tóc mình không nhé. Trải mượt chẳng khác nào cái lược cũ. Được rồi, chắc chắn giờ nó là cái lược yêu thích của mình. Ôi kìa, cậu vẫn cố làm nàng tiên cá xinh hơn tớ sao? Tớ là nàng tiên cá xinh hơn cậu. Lược tiên cá mới của tớ bảo thế. Còn cậu chỉ có cái nĩa. Tớ xứng đáng có được cái lược ấy hơn cậu. Đúng rồi, chạy ngay đi. Chạy đi, tụi mình ướt như cho lột rồi. Hình như là hết mưa rồi, tạ ơn trời. Mưa to phết nhờ, thôi xong. Bàn cờ của tớ hỏng hết mất rồi. Không hiểu sao có thể như vậy được hả trời. Nghe này, ngồi đây nhé, đợi tớ một lúc. Chán ghê. Được, gần như sẵn sàng rồi đấy. Phải mặc đồ bảo hộ cái đã. Găng tay, đã đeo, bắt đầu tiến hành thôi. Mình đã chọn ra khuôn này, và giờ mình sẽ cho kim tuyến vào hỗn hợp. Ok, giờ thì đổ hỗn hợp vào các khuôn ở đây. Vừa vừa thôi nha, tiếp tục trộn các thành phần, thêm sắc đỏ vào cho hỗn hợp. Và dĩ nhiên là thêm kim tuyến, ok tốt lắm. Giờ thì đổ nó vào khuôn thứ hai ở đây. Hoàn hảo, mình sẽ để chúng cứng lại và thế là xong rồi. Chuẩn, tách ra luôn và ngay, tuyệt vời ông mặt trời. Mình chỉ cần làm thêm nhiều nữa thôi. Bắt đầu thành hình rồi đấy. Nhưng giờ mình lại cần một hỗn hợp trong suốt. Độ đặc này ở mức ổn đấy. Vậy thì đổ vào khuôn bự luôn nào. Phải đổ lên toàn bộ hình vuông và phủ kín các ô vuông nhỏ mình vừa mới làm. Nhưng cũng đổ một lượng vừa phải thôi. Ok, góc nào cũng được phủ kín rồi. Còn một góc này. Yes, xong. Ôi trời ạ, nhìn mà xem, đẹp dã man. Này, đừng có buồn nữa. Tớ làm bàn cờ mới cho cậu đấy. Cậu tự làm á? Cho tớ á? Wow, nhìn đẹp và dễ thương quá. Này, cậu có muốn chơi không? Không đủ đẹp. Tiễn. Mình thấy xấu xí quá. Sao chị ta phải gay gắt như vậy chứ? Đi đi. Sao mà căng thẳng thế nhở? Chào chị. Hả? Đi ạ? Em vẫn chưa hiểu ý của chị lắm. Chị không thấy cưng. Lại đây.
Vâng vâng. Hồ sơ của em đây thưa chị. Cũng thú vị đấy nhở. Mắt rất đẹp, không tệ lắm. Đặc biệt là với cái góc sượng chân này. Nhưng nói chung nhạt nhòa. Không. Vâng ạ. Đi đi. Ôi trời, nhìn hoa văn trên vải kìa. Ra là chị ấy thích kiểu đấy. Vậy mình có thể làm gì đó hay ho này. Bắt đầu với hoa văn đường kẻ như thế này. Dừng lại. Giờ thì tạo hoa văn mới với màu tương phản. Nhìn khá thú vị nhở. Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Mấy màu này hợp nhau thật đấy. Xong cả rồi. Gần xong. À, em chào chị. Chị có thể xem qua ảnh mới của em không ạ? Lại là em à? Tin em đi, chị sẽ thích những ảnh này đấy. À, tớ gọi lại sau nhá. Đúng là khác bọt hẳn gái ơi. Đây chính xác là kiểu bên chị đang tìm kiếm. Chúc mừng, rất sáng tạo. Thật không thể tin nổi, mình là người mẫu rồi. Tuyệt, ngày ăn kiêng cuối cùng đã kết thúc. Phắn dùm đi cần tây. Đến lúc đánh chén món gì đó thơm ngon hơn rồi. Ha, tiểu sẽ linh đình lắm đây. Quất liền thôi. Mình sẽ đổ hết chỗ sốt này vào mì. Khải vị bằng pepperoni, ngon dã man. Cả hot dog nữa. Và giờ tới lượt mì gói. Chết mê luôn. Nhỏ này làm gì đấy? Mình phải chụp ảnh làm bằng chứng mới được. Chụp gần nhìn mới thấy này. Này, thôi đi mà. Ôi thần linh ơi, tôi xin lỗi nhiều. Xem cậu làm gì với điện thoại của tớ này. Đây, dùng giấy lau sạch đi. Tội lỗi ghê. Ủa, đợi chút nào. Đúng rồi, bút 3D của mình này. Mình nghĩ ra cách rồi. Ok, mình có một cái ốp điện thoại trong và bút của mình. Đến lúc dùng nhựa màu vàng để vẽ lên ốp rồi. Ngoằn ngoèo như run nhá. Chả phải cẩn thận lắm đâu, mọi người chỉ cần vẽ hết cái ốp là được. Thêm góc này nữa, làm xong rồi, hoàn thành. Đính đồ trang trí nữa mới xinh xẻo được nha. U là trời, cu tê hột mê quá, nhìn như đồ ăn luôn ý. Khá đà, cậu thấy sao nào, nhìn có cưng không? Vì tớ làm để tặng cậu á. Wow, cảm ơn cậu, xinh lắm ý. Này, cậu muốn ăn mì với tớ không? Vậy thì thôi. Khoan đã, không. Mình đâu ngon gái đi. Cảnh báo trước nhé, tớ pro lắm. Chơi giỏi ghê. Căng thẳng đó. Bỏ cuộc đi. Wendy đang không nhìn. Cậu ăn dân. Wow, nhìn mà xem. À, có chuyện gì vậy? Đây là đâu? Chuyện này là sao? Đừng có nhìn tớ. Nóng dã man. Tớ biết. Khoan đã. Cái gì kia? Có phải bọ cạp không? Kinh. Jasmine, cậu đang làm gì thế? Nó đi đâu rồi? Khó hiểu quá đi. Cậu có thấy ổn không? Tớ chỉ muốn chai nước thôi. Ra cũng được. Nóng muốn xỉu. Đựng mồ hôi xem có được đầy cốc không. Thật luôn. Này, vẫn là nước mà. Ôi, tớ bất lịch sự quá. Cậu muốn uống không? Tớ xin. À, khát chết đi được. Cái gì kia? Trông lạ quá hả? Tớ chưa bao giờ thấy nó. Cứ tưởng chỉ có trong phim thôi. Wow. À, bây giờ mát hơn hẳn. À, có dưa hấu mát mọng nữa kìa. Đang khát lại vớ được dưa hấu. Thơm ngào ngạt luôn. Ồ, trời đất. Thất vọng quá đi mất thôi. Có thấy mát hơn không? Chúng mình phải làm gì đây? Khoan, tớ có một ý này. Tớ sẽ bắt đầu vẽ hình mặt trăng. Rồi vẽ các đường thẳng vào trong. Tớ sẽ tạo khoảng trống giữa các đường. Giờ thì vẽ màu xanh lá nhạt hơn vào hình cung trăng. Cứ tô mãi xuống dưới. Ok, vậy là đủ.
Giờ thì đến màu đỏ. Tớ sẽ vẽ theo viền kia. Nhưng càng xuống dưới đường càng hẹp lại. Trông nó giống như một miếng dưa hấu. Thấy không? Thêm một số chi tiết nè. Đây là phần rất dễ. Tớ chỉ tạo các hình tròn màu đen. Làm như vậy trên toàn bộ phần đỏ nhé. Ok, tớ cần tạo một lỗ ở đỉnh của hình tam giác. Tớ sẽ làm nhiều lát dưa hấu hơn và xếp chồng các lát dưa lên nhau. Sau đó xô một sợi dây nhựa qua lỗ. Giờ thì xiết nó lại. Vậy là có quả hạt rồi. Quá tuyệt vời cho ngày nắng nóng. Wow, quả cho mát cái nào. Có gió mát lạnh. Ôi trời, Jasmine. Tớ rất xin lỗi. Bị lừa nhá. Tớ tìm thấy ở sau tảng đá đấy. Sao cậu lại làm thế? Chẳng vui tí nào. Ít nhất tớ còn có quạt. Cô Tiên lấy mất bài tập của em rồi. Gì? Con bé vẫn nướng à? Nhưng xem mấy giờ rồi kìa. 7:30 sao? Con bé ngủ quên mất tiêu rồi. Tina, Tina ơi. Con yêu, con phải dậy thôi. Con sẽ muộn giờ đấy. Chỉ 5 phút nữa thôi mẹ. Ok, tại còn ép mẹ đấy nhé. Tina, ra khỏi giường mau. Woo, mẹ quẩy cho con nghe nè. Sao ồn ào thế không biết. Hả, ai đấy? Chào buổi sáng cục cưng, đến giờ đi học rồi. Ủa, sao cơ? Sao hả, con nhìn đồng hồ kìa, đã 7:30 rồi. Thời gian biểu rất rõ ràng luôn, con phải dậy lúc 7 giờ mà. Dạ phải, thời gian biểu, đi học và tùm lum tùm la. Đúng rồi đó bé yêu. Nào dậy đi, con phải lên đồ nữa. Mẹ thôi mà, con lớn rồi, con tự mặc được. Con có phải em bé đâu. Con xinh quá đi, như công chúa vậy đó. Con thích bộ này lắm ạ, cảm ơn mẹ. Ôi trời, tóc con, chúng ta phải làm gì đó ngay và luôn. Ngồi yên nhé. Không, mẹ ơi, đừng lấy mấy cái lược đáng sợ đó chải cho con, đau lắm mẹ. Chà, chúng ta phải làm gì với tóc con chứ. Chờ chút nào, có lẽ mẹ biết cách chế ngự mái tóc của con đấy nha. Mẹ có ý này, đợi xíu nha con yêu. Ok, mình có khuôn làm kẹp tóc này, đến lúc cho kẹo nớt vào rồi. Mình sẽ cho kẹo vào khuôn và giờ là kẹo resin này. Hãy dùng resin trong để có thể nhìn thấy kẹo nhé cả nhà. Phải đảm bảo để kẹo được phủ keo hoàn toàn và khuôn được đổ đầy keo resin nữa. Đấy, vậy là xong rồi. Mình chỉ cần thêm kẹp vào và để keo khô thôi. Lấy khỏi khuôn được rồi đó mọi người. Nhìn cứ bị đáng yêu ấy. Bé con, xem mẹ có gì dành cho tóc con này. Kẹp hình kẹo đó. Mấy cái này làm từ kẹo nớt đó à? Wow, thích quá đi. Chính xác luôn. Con cầm đi, để mẹ chải rồi mình kẹp lên tóc con nha. Giờ dùng kẹp tóc nào. Một chiếc ở bên này và một chiếc ở bên kia. Tuyệt, con có kẹo trên tóc nè. Xịn sò quá, con cảm ơn. Có gì đâu, và con xinh lắm luôn ấy. Ôi không, mẹ phải đưa con đi học thôi. Nào nào, nhanh chân. Nhìn đôi mắt kìa. Mình sẽ bị lạc trong đó mất. Cậu không thể hoàn hảo hơn được. Cậu có mọi thứ mà con trai nên có. Chúng ta sẽ là một cặp đôi dễ thương. Đợi đã, có lẽ có cách đấy. Cuốn sách thần chú của mình chắc sẽ giúp được. Ý là có gì để mất đâu chứ. Nhưng trước tiên mình cần bùa hộ mạng. Mình sẽ dọn chỗ này. Mình cần một tô epoxy resin. Sau đó mình sẽ thêm kim tuyến. Như vậy sẽ giúp nó lấp lánh. Bây giờ trộn lên. Mình muốn phải trộn đều như này nè. Tiếp theo, mình sẽ đổ nó vào trong khuôn. Mình sẽ dùng hình trái tim. Wow, nhìn màu sắc kìa. Mình sẽ đổ đầy khuôn luôn. Sau đó chờ nó cứng lại. Giờ lấy ra khỏi khuôn và thêm dây đeo vào. Wow, nhìn đẹp quá. Đúng là thứ mình cần. Nhưng chưa xong đâu. Giờ đến câu thần chú. Sợi dây chuyền này sẽ khiến Matthew yêu mình và giúp cậu ấy nhận ra mình là định mệnh của cậu ấy. Làm đèn hiệu để thu hút cậu ấy. Được rồi này. Không dám tin luôn. Oh yeah, bắt đầu thôi. Emily. Wow, cậu ấy đã thấy mình. Phải đến bắt chuyện với cô ấy. Ê Emily, hôm nay trông cậu xinh quá. Wow, tớ rất thích vòng cổ của cậu. Nó có gì đó rất thu hút. Hả? Cậu không sao chứ? Tớ nghĩ tớ phải đi rồi. Đợi đã, cậu không được đi đâu hết. Cậu làm gì vậy? Thả tớ ra. Ok, mình không nghĩ lại như vậy. Mở cửa ra Emily. Không, tớ không sao. Đúng là một ý tưởng ngu ngốc. Đây, cậu có thể giữ nó. Tớ không muốn nó nữa. Hả? Cái này đâu ra vậy? Kỳ lạ thật. Đợi đã, chiếc vòng cổ. Mình phải có nó. Dừng lại đi.
phải nhanh nhẩu lên. Ok, đừng để ý tớ. Cậu đang làm gì vậy? Không nói chuyện được. Này, từ từ. Cái gì nữa? Sao vội thế? Tớ có cuộc hẹn với Chris. Nhìn anh ấy xem, đẹp trai dễ sợ. Đúng là mê trai. Chỉ có đầu thai mới hết. Tớ cần chuẩn bị. Tớ muốn trông xinh thật xinh. Tớ muốn trông hoàn hảo. Bình tĩnh nào. Sẽ ổn thôi. Ok, trang điểm xong rồi. Mình cần vòng cổ nữa. Xinh đấy. Cái vòng này đeo rất là hợp mình. Không móc vào được. Không làm sao gãi được. Luna, cậu giúp tớ với nhé. Ok. Đưa cho tớ. Của cậu này. Đừng. Không. Vòng của tớ. Đúng là thảm họa mà. Tớ phải làm sao bây giờ hả trời? Tớ xin lỗi. Để tớ tìm cách sửa. Chắc chắn phải có cách nào đó chứ. Tớ biết rồi. Chỉ cần bút 3D thôi. Tớ có thể dùng nó để vẽ lên tượng. Mình sẽ dùng bút vẽ các vòng nhỏ. Vẽ xung quanh cổ của bức tượng nhé. Giờ thì vẽ thêm lần nữa. Tạo nhiều vòng hơn. Đó, vậy là xong xuôi rồi. Đây là vòng cổ Joker. Jennifer, xem tớ có gì này. Hả? Cậu tự làm sao? Tặng cậu đấy. Wow, tớ xin. Tớ thích lắm. Tớ đeo hợp quá này. Đi đi, không muộn. Chơi vui nhé. Bạn sẽ mê cho mà xem. Lấy một miếng đất sét tạo khuôn hình tròn và đặt hai dụng cụ cắt bánh quy hình trái tim lên. Ấn nhẹ nhàng lên dụng cụ cắt. Cẩn thận lấy phần đất sét thừa ra, sau đó đặt dụng cụ cắt sang một bên. Đổ nhựa epoxy vào giữa trái tim, dùng xi lanh sẽ giúp việc này dễ hơn đấy. Sau đó để keo khô lại, tiếp theo hãy rắc kim tuyến lên. Rồi đặt một trái tim khác lên trên. Vòng cổ này đẹp hết chỗ chê luôn. Wow, đẹp dã man, tuyệt vời ông mặt trời. Cắt nốt một đường và thế là xong vòng tay. Xinh quá nè. Ôi, Jennifer về rồi. Chào Luna. Chào. Khoan, cậu xảo khuyên hả? Khá ngầu đấy chứ. Tớ muốn trông thật khác biệt đấy. Tớ cũng muốn trông khác biệt. Chúng mình là đôi bạn xảo khuyên. Ý đó có vẻ hay ho phết đấy. Được rồi, đi thôi. Chào, nhớ em chứ. Mình lại có thêm nạn nhân. À nhầm, khách hàng. Cô ấy, nghiêm túc đấy á. Chắc là tôi có thể giúp cô ấy ngầu hơn. Qua bên này đi. Cậu sẽ mê cho mà xem. Chắc là chị làm cho em. Vậy, em đang muốn xảo khuyên ở đây. Tốt. Vào việc luôn. Sao không thấy chị nói gì? Sẽ đau đấy. Đó là kim sao? Một cái thôi. Ngồi im. Đã bảo ngồi im. Không. Xấu hổ quá đi mất. Tại cái kim to khủng bố. Nhưng tớ thật sự muốn xảo khuyên. Giờ thì chúng mình chả làm được gì. Mà chưa chắc. Tớ đã nghĩ ra một ý hay. Mình chỉ cần chút keo dán mi giả và hạt tròn. Vào việc nào. Tớ sẽ nhỏ keo lên trên hạt. Sau đó thì dán vào phía trên lông mày. Tiếp theo, mình làm khuyên mũi. Wow, trông bá đạo đấy. Ước gì tớ nghĩ ra sớm hơn. Cái cuối cùng này. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Và không đau chút nào luôn. Cậu ngầu lắm. Đôi bạn xảo khuyên. Mẹ tớ sẽ nổi đĩa lên cho mà xem. Mệt quá cơ. Wow, từ từ đã. Để tôi kiểm tra nhanh đã nào. Đôi dép thú vị đấy. Không, cô không được vào. Chị đùa đấy à? Nhìn biển hiệu đi. Cấm dép.
Oh, ok. Wow, quá trời Crocs luôn. Làm sao mình biết đôi nào là của mình? Nhỡ có ai ăn trộm mất thì sao? Không thể để chuyện ấy xảy ra. Chắc phải có cách nào chứ. Hấp, hấp, vùi quá đi. Ồ, cái đó chắc dùng được. Cho mượn nhé. Úi, xin lỗi. Cầm nè. Ú, Coca, em xin. Không có gì. Đúng thứ mình cần rồi này. Giờ mình sẽ chế đôi dép của riêng mình. Đầu tiên là cắt các ô tròn của Pop It ra. Dép sẽ đầy màu sắc. Mình sẽ đặt chúng lên trên dép và dùng keo để dán cố định. Mình kết hợp nhiều màu để dép thật nổi bật. Gần xong rồi. Wow, dép tự thiết kế theo ý. Mình sẽ nhận ra đôi của mình ngay. Mấy đôi này nhìn đơn điệu quá. Ok, tôi vào được chưa ạ? Chúc vui vẻ. Thư giãn thôi nào. Mình nên về nhà thôi. Để lấy dép cái đã. Hả? Ủa đâu mất rồi? Bị lấy mất rồi. Pap, pap, pap. Dép này đỉnh quá, nhưng mà hơi có mùi. Ô này. Pap, pap. Pap, pap. Ồ, cùng quá. Lại một ngày đi làm kiếm sống. Khoan đã. Có đồ neon nào không? Đây chứ đâu. Ok, cô có thể vào. Chơi vui vẻ nhé. Wow. Sao vậy ạ? Đây là bữa tiệc neon. Neon đâu? Nhìn bộ váy này đi. Lại còn cần phụ kiện nữa. Đọc biển báo đi. Tiệc neon. À, rồi. Woohoo. Quẩy lên nào. Muốn tôi trông như thế kìa. Mà chờ một chút. Cho mượn coi. Này, cô đang làm gì vậy? Của tôi mà. Đang uống dở đấy nhớ. Mình sẽ bắt đầu bằng cách dùng bút 3D tạo một đốm nhỏ. Sau đó thì quấn vòng quanh cái ly. Mình sẽ để chỗ trống ở giữa các vòng. Cứ tiếp tục làm như vậy, lên trên miệng ly. Màu hồng này tươi thật. Thêm vài vòng nữa thôi. Chắc là đủ rồi đấy. Sau đó mình sẽ nhét tay vào trong ly và trượt vòng nhựa vào cổ tay. Nó làm vòng tay siêu xinh luôn. Mình không cần ly này nữa. Dừng lại. Neon của cô đâu? Ta-da. Dừa lắm chưa? Để tôi xem nào. Không chắc lắm. Còn giờ thì sao? Ổn chưa ta? Chị phải cho tôi vào. Tôi thích đấy. Xin mời vào. Oh yeah. Vậy còn nước của tôi. Sao phải mua đồ trang sức mới khi bạn có thể tự làm? Màu hồng không bao giờ là đủ. Và khi nó đến hình dạng, đá quý hình trái tim là đẹp nhất. Xong. Hai lúc nào cũng tốt hơn một. Giờ đến epoxy resin. Đừng lo, sẽ lấp lánh ngay thôi. Và hạt cườm rực rỡ nữa. Dễ thương chưa nè. Đẹp quá. Độc nhất vô nhị. Giống mình. Wow. Nàng tiên cá thật kìa. Không thể tin được. Chào. Ôi, chào con người. Ồ, lại gần đây đi. Tớ á, nhưng tớ có vây cá, thấy không? Ôi, đúng rồi. Thấy cái này không? Dám chụp nhé. Wow, đẹp quá đi mất. Cảm ơn. Không có gì. Đẹp quá. À, mất mình. Hả? Cô ấy đâu rồi nhỉ? Có chuyện gì vậy? Cô ấy ở dưới nước hả? À, chào cá. Không. Clé. Hả? Ôi, là cậu hả? Vui quá. Và đây là chỗ tớ học nè. Ôi, chào mọi người. Ok, từng người thôi. Ôi trời. Cậu ký cho tớ nhé. Nani. Wow. Này, tớ ở đây thế không? Đợi đã, tớ không nghĩ được gì. Thôi đi, tránh đường nào.
đợi đã, mình có ý này. Xem này, thấy thiết kế in ra này không? Dùng dây uốn được làm theo hình dạng này. Xong, nhìn đẹp ghê. Khi bạn đã có hai miếng, bỏ bất kỳ màu nào bạn muốn vào hai chiếc ly đựng epoxy resin. Đẹp quá. Dùng một cái que để bỏ vào đây, như này. Sau đó cho màu ngọc trai vào đây, làm cho phẳng. Sau đó vẽ một vòng tròn như này. Nhìn giống một mặt trời nhỏ xinh, dễ thương ghê. Và trên miếng này, vẽ một mặt trăng lưỡi liềm. Nước bóng sẽ cố định mọi thứ. Tuyệt vời! Tất cả đã khô, xem này. Xin lỗi cho qua. Cảm ơn. Không có gì. Wow, dễ thương quá. Chứ sao, tớ thích lắm. Ê, đó là một cặp. Ê, đừng đến gần bạn thân tớ. Ê, chúng ta hoàn thiện lẫn nhau. Cậu là âm, tớ là dương. Yay, hào hứng quá, sắp rồi. Được thả rồi. Đợi đã. Tớ có đồ ăn của cậu nè. Cảm ơn. Rất hợp với một chương trình giải trí. Ê, xem quảng cáo này nè. Wow, mua ngay nào. Pika pika. Được rồi, ăn thôi. Cũng ngon nhỉ. Ngon quá. Ước gì có bàn tay to hơn. Ngon ghê. Cậu biết cậu có một cái muỗng chứ? Muỗng hả? Chà, chắc khó dùng lắm đây. Giờ múc ít kem đi. Thật hả? Rồi làm sao bỏ vào miệng? Khó quá. Gần được rồi. Cũng vui. Tốt lắm. Cái gì kia? Móc khóa Pokemon hả? Tuyệt quá. Tớ muốn mua ưu đãi đó. Cái đó dễ thương hả? Ôi trời. Mua móc khóa ngay hôm nay. Gọi điện hoặc nhắn tin nhé. Tớ không có nhiều tiền. Tớ cũng vậy. Đợi đã, tớ có ý này. Tất cả những gì tớ cần là cái muỗng này. Thấy mấy miếng đất sét này không? Cuộn chúng lại với nhau. Giờ để nó lên trên cái muỗng. Dùng một cái muỗng khác đè cho phẳng. Tuyệt vời. Giờ đến bước hay ho nè. Rất nhiều kim tuyến. Làm khô bằng đèn tia cực tím. Xong. Sau đó lấy nó ra. Xinh ghê. Wow. Giờ mình đã có móc chìa khóa. Đeo nó vào ba lô của tớ đi, Sunny. Đây này. Và không tốn một đồng nào. Đúng vậy. Xem nè. Cậu là người bạn tiên cá tốt nhất. Ôi trời, nó chảy rồi. Thành súp kem luôn. Ăn vặt thế nào. Wow, nàng thơ của mình kìa. Mị thích nhất là đồ nát. Ngồi cho thoải mái nè. Cứ như thiên đường vậy. Trông ngon thật đó. Hết cả hồn. Sao dèo to dữ vậy má. Xin chào. Ước gì mình được ôm cô ấy nhở. Đi tòng mấy cái bánh rồi. Vậy làm sao mà ăn. Ước gì mình có thể giúp cô ấy nhỉ. Nghĩ nào, làm sao để nàng ấn tượng đây. Mình nghĩ ra rồi. Dùng bút 3D để vẽ một hình tròn này. Vẽ từ trong ra ngoài để hình tròn to lên nhé. Khi hình tròn đã đủ to, hãy dùng bút 3D để tạo chiều cao. Cứ vẽ các đường tròn chồng lên nhau là được. Vẽ vào tận cái lõi của bánh nhé. Cuối cùng các bạn sẽ tạo ra thứ này, một cái donut mini á. Đổi màu và thêm lớp kem phủ này. Cái bánh là mình đói quá. Nhìn ổn phết. Thêm cốm rắc vào một chuỗi dây này. Món quà lý tưởng ghê. Wow, mong là nàng thích. Anh đến đây, tình yêu ơi.
Ê, psst. Anh muốn gì ở đây? Lại đây nào. Đừng nói với tôi là bẫy nhé. Anh có cái này cho em nè. Ồ, xinh quá đi mất. Thích thật đấy. Anh dễ thương quá à. Tuyệt. Chào anh. Chào em. Chào. Chào Brian. Tớ có quà cho cậu này. Trời đất, nặng tớ hả? Làm sao để tớ mở bây giờ? Khoan. Không. Như siêu nhân luôn. Suýt thì hỏng nhé. Hả, tớ có ý này. Để bảo vệ điện thoại của cậu thì chỉ cần dùng súng bắn keo thôi. Bắt đầu phết một lớp quanh viền của điện thoại này. Cẩn thận nhé, đừng phết vào ống kính đấy. Để keo nhỏ xuống các mặt của điện thoại này. Rồi nhỏ keo lên lưng của điện thoại. Nhỏ thêm một lớp nữa cho cái ốp dày hơn nhé. Khi keo đã phủ đầy điện thoại thì để nguyên một lát cho keo khô. Cắt phần keo thừa đi, thế là bạn đã có một cái ốp độc lạ rồi. Cậu thấy sao nào? Hay quá đi. Cảm ơn cậu. Brian ơi. Oops. Phew, mệt quá cơ. Wow, từ từ đã. Để tôi kiểm tra nhanh đã nào. Đôi dép thú vị đấy. Không, cô không được vào. Chị đùa đấy à? Nhìn biển hiệu đi, cấm dép. Oh, ok. Wow, quá trời Crocs luôn. Làm sao mình biết đôi nào là của mình? Nhỡ có ai ăn trộm mất thì sao? Không thể để chuyện đấy xảy ra. Chắc phải có cách nào chứ. Hắp, hắp, vùi quá đi. Cái đó chắc dùng được. Cho mượn nhé. Úi, xin lỗi. Cầm nè. Coca, em xin. Không có gì. Đúng thứ mình cần rồi này. Giờ mình sẽ chế đôi dép của riêng mình. Đầu tiên là cắt các ô tròn của Poppit ra. Dép sẽ đầy màu sắc. Mình sẽ đặt chúng lên trên dép và dùng keo để dán cố định. Mình kết hợp nhiều màu để dép thật nổi bật. Gần xong rồi. Wow, dép tự thiết kế theo ý. Mình sẽ nhận ra đôi của mình ngay. Mấy đôi này nhìn đơn điệu quá. Ok, tôi vào được chưa ạ? Chúc vui vẻ. Thư giãn thôi nào. Mình nên về nhà thôi. Để lấy dép cái đã. Hả? Ủa đâu mất rồi? Bị lấy mất rồi. Pháp, pháp, pháp. Dép này đỉnh quá, nhưng mà hơi có mùi. Ô này. Pháp, pháp. Pháp, pháp. Ồ, cứng quá. Quá trời tiền nè. Hả? Này. Này, quay lại đây, đợi đã. Phải giấu tiền đi mới được. Ở cái lỗ trên tường này cũng tiện đấy. À, mình nghĩ ra cách rồi. Mình sẽ cất tiền trong cái lỗ và bảo vệ nó bằng bút 3D. Bắt đầu bằng cách vẽ đường viền. Sau đó tạo nhiều đường chéo. Làm tương tự nhưng theo hướng ngược lại này. Giờ thì làm cho nó giống như mạng nhện. Vẽ các hình tròn, bắt đầu ở tâm của lưới nha. Thế này nè. Tiền đã an toàn rồi. Ôi không, tìm được cháu rồi. Vậy là chuyện sẽ kết thúc ở đây sao? Cháu làm rơi này. Ôi. Lại một buổi sáng yên bình nữa. Dậy chuẩn bị thôi nào. Tỉnh đi. Chị à. Đánh răng trắng xinh nào. Vẫn buồn ngủ quá. Nhột ghê á. Răng trắng sáng rồi này. Ôi không. Chắc chị không thấy đâu. Ok, gì nữa nào. Trang điểm ổn rồi này. Khuyên tai đâu. Phải đeo vào mới được. Còn chiếc kia đâu rồi ta? Đừng có nhìn em chịu thôi. Chị ấy chẳng nghi ngờ gì. Sao lạ quá ta. Phải làm sao bây giờ. À, mình có ý này. Dùng bút 3D, bắt đầu vẽ một hình tam giác như thế này. Vẽ các đường khít nhau nhé. Khi đã vẽ đến đáy của hình tam giác, hãy dùng một màu khác.
chúng ta sẽ tạo miếng dưa hấu, dùng các sắc xanh khác nhau cho vỏ này, rồi chấm đen cho hạt dưa. Cứ vẽ vài chấm khắp phần ruột đỏ là ok la rồi. Khi đã hoàn thành, lật nó lại và thêm chốt khuyên tai. Nhìn khuyên tai vừa thời trang vừa ngon lành. Nhưng chưa xong đâu, dùng bút 3D để vẽ các đường nhỏ. Lặp lại ở mặt bên kia nhé. Chúng ta sẽ tạo hình chiếc lá. Trông dễ thương chưa kìa. Lật lá lại và gắn một ống hút trong vào. Dùng kéo để cắt ống hút, cài chiếc lá vào vành tai của bạn. Wow, ngầu ghê cơ. Hả? Em muốn làm thợ sửa ống nước. Chị biết mà. Tìm bộ lọc chuẩn khó thật sự luôn. Cười nào. Wow, chỗ này vui quá à. Chào mấy gái. Cậu có mang mũ không? Đương nhiên là có. Đáng yêu chứ nè. Ôi, xứng đáng một tấm ảnh đó. Tác tớ với nha. Ai mà biết là buổi picnic này cần mang theo mũ chứ. Mình phải làm gì to? Hình như may mắn đến rồi đó. Hả? Gì vậy? Cậu ấy ổn chứ? Cậu bị hôm đấy à? Sao lại nhìn mình như sinh vật lạ vậy? Đừng khóc mà Olivia. Nè, cho mượn đó. Cảm ơn. Cơ mà, mình có cách này hay hơn nhiều nè. Xem đây. Úp vỏ quả dưa hấu xuống đất nè. Rồi lấy bút 3D ra thôi bà con. Bắt đầu ở đỉnh quả dưa nha. Tạo một cái chấm và vẽ một đường dọc theo quả dưa. Khi đã được như vậy thì tụi mình sẽ tô vào bên trong các khoảng trống này. Làm hai ô một lần nha. Và cố đừng chia lại chỗ trống nào nhé. Giờ đi một đường xuống đây. Một đường nữa nè. Nối nó lại nha. Tôi bên trong y như hồi nãy nè. Hình như chúng mình phải vẽ hết xung quanh á. Những đường sau này chỉ là trang trí mà thôi. Giờ thêm vài chấm đen lên phần màu đỏ nè. Các bạn thấy thiết kế này có quen thuộc không? Tôi sẽ cho mọi người gợi ý. Nó lấy cảm hứng từ dưa hấu á. Đây là hạt giống chứ gì? Giờ thử cái này đi bé. Em bảo là thích mũ phải không? Chà, chị làm cho em mũ cực độc luôn nè. Mọi người có thích không? Wow, em đội luôn đây. Con bé vui chứ kìa. Nè, tụi tớ sẽ đăng hình của cậu. Ý là, còn tấm hình nào cưng hơn chứ? Cô tê ghê. Chúng ta hãy biến tấu chiếc cặp tóc này cho thú vị hơn nhé. Tớ sẽ dùng bút 3D để tạo đường xoắn ốc. Sau đó kéo cao lên. Tuyệt vời yêu mặt trời. Vậy chắc đủ dài rồi đó. Giờ thì tớ sẽ kẹp lên tóc. Cậu thấy sao hả Wendy? Tớ thích lắm. Đẹp lung linh luôn nhé. Cậu nghĩ thế có được không Kỳ Lan ơi? Chà, mèo bánh kem, tớ nghĩ là rất tuyệt luôn đó. Tuyệt, thế thì mình ăn mừng bằng vài chiếc thơm Kỳ Lân nhá. Woo, tụi mình mở tiệc Kỳ Lân và mèo bánh kem thôi. Gì vậy? Anh ấy cho tụi mình xem gì kìa? Là ốp điện thoại độc nhất, hàng giới hạn có chủ đề Kỳ Lân đó nha. Là trời. Mua ngay nào, chúng tôi chỉ có một vài sản phẩm với mức giá cực hấp dẫn là 200 đô, gọi thôi. Mình thích cái đó, mình muốn mua ngay, mẹ ơi. Sao thế con, cái gì vậy, có chuyện gì, con đau ở đâu? Nào, thôi dùm, sao vậy con, mẹ xem tivi kìa, con thích cái đó. Hả, con đùa mẹ à, ốp gì mà 200 đô lận. Mẹ thấy chưa, xịn sò quá trời, con thích lắm, xin mẹ đó. Được rồi, con yêu, để xem mẹ còn bao nhiêu. Ý, mình muốn có ốp lưng Kỳ Lân quá. Mẹ mình giàu lắm, mẹ sẽ mua cho mình tận 2 cái cho xem. Không, 3 cái luôn. Hả, ôi trời con yêu, con làm mẹ hết hồn. Đây rồi này, hình như mẹ sắp hết tiền mất rồi. Mình không mua cái ốp ấy cho con bé được, đắt quá đi. Hả, cái gì đằng kia thế nhở, chắc được đó. Chào, cháu mua 2 cái, kìa mẹ. Đợi đây chút nhé bé con, mẹ có kế hoạch rồi. Ok, mình có khuôn Kỳ Lân và chút keo resin ở đây. Phải rót đủ resin vào đây cái khuôn luôn nhé. Thế là xong, giờ mình chỉ cần để keo khô lại thôi. Lấy nó khỏi khuôn để xem nó thế nào nhé. Xinh thật đấy, giờ mình sẽ dán nó lên ốp với mấy hình còn lại. Hoàn hảo, con bé sẽ thích cái này lắm cho xem. Chị nào ơi, xem mẹ có gì cho con này, bất ngờ chưa? Wow, ốp điện thoại Kỳ Lân nè. Nhìn còn tuyệt hơn cái trên tivi nữa. Con thích lắm ạ, cái ốp này rất là cưng luôn. Hủ, khoan đã, trên tivi có gì vậy? Ốp điện thoại đã lỗi thời rồi. Giờ chúng tôi có tai nghe cực cute, nghe nhạc khi nhảy nhót cùng mấy cái tai nghe dễ thương nè.
Wow, y như mèo bánh kem luôn. Ok, quần legging tôn dáng ghê. Vậy là trông mình giống nàng tiên cá rồi. Nhưng tóc thì chưa ổn chút nào. Mình phải sửa ngay thôi. Khoan, cái gì đấy? Chuyện gì đã xảy ra với cái lược? Đúng vậy, mình mới đi tiệc tiên cá về. Ngỡ đuôi ra này, nhẹ cả người luôn ấy. Bàn chân mình được thoải mái rồi, nhưng cái đuôi thì bẩn. Vậy nên mình đã quyết định mang đi giặt. Ngay cả đuôi tiên cá cũng cần được làm sạch chứ. Và vì tiện giặt đồ nên mình đã bỏ một vài quần áo nữa vào. Như quần jean màu hồng, mình có để lược ở trong túi quần jean mà. Và rồi mình bật nút khởi động. Và mình bước đi, cho rằng mọi thứ đều ổn thỏa. Ôi không! Nhưng hẳn là phải có cách nào đó chứ ta. Chuẩn không cần chỉnh, mình sẽ thử coi sao. Cái giá này vẫn có hình chiếc lược, nên mình sẽ rắc chút lá vàng lên đó. Và giờ thì đổ epoxy lên nè, nó chẳng khác nào một cái khuôn. Nhưng mình không muốn đổ đầy epoxy trong khuôn, nên thế này đủ rồi. Mình sẽ bổ sung màu xanh lá cây nữa. Đó, vậy là được rồi. Cứ để đó cho nó cứng lại thôi. Ok, vậy là ok la rồi, mong là dùng được. Wow, trông y hệt một chiếc lược bình thường. Và nhìn có xinh không cơ chứ. Ok, thử trải để xem nó có hiệu quả với tóc mình không nhé. Trải mượt chẳng khác nào cái lược cũ. Được rồi, chắc chắn giờ nó là cái lược yêu thích của mình. Ôi kìa, cậu vẫn cố làm nàng tiên cá xinh hơn tớ sao? Tớ là nàng tiên cá xinh hơn cậu, lược tiên cá mới của tớ bảo thế, còn cậu chỉ có cái nĩa. Tớ xứng đáng có được cái lược ấy hơn cậu. Đúng rồi, chạy ngay đi. Đúng là mệt mỏi. Không thể tin nổi, đây đúng là một phát hiện chấn động. Phẩy phẩy nhẹ nhàng này, đây là một hiện vật hoàn hảo bằng gốm đến từ thời La Mã. Đời mình lên hương rồi. Phải tìm chỗ nào an toàn để cất thôi. Cái kệ này được đấy, nhìn đẹp tuyệt luôn. Dọn dẹp nhà thôi. Chỗ nào cũng bụi khiếp hồn. Cái cốc này là sao? Bẩn với cũ quá đi mất. Nhưng mình có cách rồi nha. Úp ngược cái cốc này xuống này, lấy một tờ giấy bạc và vo tròn nó lại. Thêm một chút keo và quả bóng lung linh thôi. Sau đó đính quả bóng vào đáy của cái cốc. Thêm 3 quả nữa cho lồng lộn nhá. Nặn giấy bạc thành hình như vậy và đính nó vào thành cốc. Và dán thêm một dải giấy bạc ở phía đối diện. Giờ phủ keo pha mài lên chỗ giấy bạc. Đừng để sót chỗ nào đấy nha. Phủ keo lên cái cốc luôn nữa này. Bắt đầu ở miệng cốc và để keo chảy xuống từ từ. Khi keo đã khô thì chúng ta sẽ có một cái cốc như vậy. Đừng quên thêm một chú mặt cười nhá. Nhìn tuyệt hơn nhiều rồi. Mẹ ơi, mẹ nhìn thấy món đồ cổ của con không? Là một cái cốc nhỏ ạ, nhìn siêu cũ luôn. Mẹ sửa giờ này, xinh không? Mẹ đùa đấy ạ? Cả đời vất vả, đi tong rồi. Con không thích sao? Tuyệt tác vĩ đại của ta. Chào, chú trang trí chỗ này cứ bị đỉnh ấy ạ. Chú có quả cho cháu đây này. Bút hả chú? Không phải bút bình thường đâu nha. Cháu có bút laser rồi chú. Vậy hả? Ok, thế cái này thì sao? Nhìn như son môi, nhưng coi nhé. Hả? Ấn tượng lắm đúng không? Chán nhỏm, cháu có từ năm ngoái rồi. Khách với trà khứa. Để chú nghĩ phát. Biết rồi. Tăng tốc được không chú? Nhìn thấy mọi thứ luôn nhá. Trời đất ơi, chú coi này. Thế này thì sao mà dùng ạ? Mình phải làm gì đây? À phải, mình có cái này mà. Đặt cặp kính bị gãy lên một mặt phẳng. Dùng bút 3D để tạo ra mối nối tại điểm giữa hai cái kính. Tiếp tục thêm nhựa lên khắp gọng của cặp kính này nào. Sau đó lặp lại tương tự với cạnh bên trên của gọng. Khi đã xong thì gắn càng kính vào. Và dùng bút 3D dán nó lại. Vẽ lên khắp cái càng luôn nhé. Vậy thì chẳng ai biết được cái kính này từng gãy cả. Rửa xong rồi, nhìn hơi bị chất nhở. Cho cháu thử với. Cháu thấy sao nào? Thôi, cháu trả chú này. Nhưng... mình hiểu ra rồi. Lại một ngày đi làm kiếm sống. Khoan đã, có đồ neon nào không? Đây chứ đâu. Ok, cô có thể vào. Chơi vui vẻ nhé. Wow. Sao vậy ạ? Đây là bữa tiệc neon. Neon đâu? Nhìn bộ váy này đi,
lại còn cần phụ kiện nữa. Đọc biển báo đi. Tiệc neon. À, rồi. Woohoo. Quẩy lên nào. Muốn tôi trông như thế kia. Mà chờ một chút, cho mượn coi. Này, cô đang làm gì vậy? Của tôi mà. Đang uống dở đấy nhớ. Mình sẽ bắt đầu bằng cách dùng bút 3D tạo một đốm nhỏ. Sau đó thì quấn vòng quanh cái ly. Mình sẽ để chỗ trống ở giữa các vòng. Cứ tiếp tục làm như vậy, lên trên miệng ly. Màu hồng này tươi thật. Thêm vài vòng nữa thôi. Chắc là đủ rồi đấy. Sau đó mình sẽ nhét tay vào trong ly và trượt vòng nhựa vào cổ tay. Nó làm vòng tay siêu xinh luôn. Mình không cần ly này nữa. Dừng lại. Neon của cô đâu? Ta-da! Dừa lòng chưa? Để tôi xem nào. Không chắc lắm. Còn giờ thì sao? Ổn chưa ta? Chị phải cho tôi vào. Tôi thích đấy. Xin mời vào. Oh yeah. Vậy còn nước của tôi. Hộp quà dễ thương quá. Vậy là tụi mình đã ở bên nhau được 2 tuần rồi. Có thật nhiều kỷ niệm đẹp với nhau. Ôi, mình xúc động quá. Ôi anh David. Anh mới đi lấy nước. Ngoài trời nóng dã man. Em có món quà cho anh này. Gì đây? Quà ngày kỷ niệm sao? Em chỉ muốn làm gì đó đặc biệt thôi. Wow, cảm ơn em. Cầm hộ anh với. Ok. Không nhiều, nhưng mong anh hiểu tấm lòng. Tuyệt lắm, anh vẫn luôn muốn có nó. Thế, anh có quên gì không ấy nhở? Hả? Gì? Anh chả hiểu gì cả. Em tặng anh quà đấy. Vậy... Có ai biết phải tặng quà qua lại đâu. Mình chẳng chuẩn bị gì cho Betty. Tất nhiên anh có quà cho em. Nhắm mắt lại nào. Ôi em thích bất ngờ lắm. Phải làm sao bây giờ trời ơi. Đúng rồi. Bạn đang cần gấp một món quà sao? Đã có chúng tôi lo. Lấy nắp mở của lon nước ngọt ra. Hãy sơn 3 nắp màu hồng. Sẽ hơi dây bẩn một chút. Các nắp khác thì sơn màu xanh lá. Hãy sơn kín hoàn toàn nha. Đừng để hở chỗ nào. Rồi để cho chúng khô. Lật chúng lại và sơn mặt kia. Xếp các nắp thẳng hàng nhau và dùng vòng kim loại nối chúng lại. Gắn móc khuyên tai vào và bạn đã có món đồ trang sức độc đáo. Được rồi, em yêu mở mắt ra đi. Tặng cho em sao? Mong là em thích. Rất hợp với em đấy. Ôi, em thích lắm. Cảm ơn anh. Ủa, cho em xem cái lon. Có phải... Wow, sao trùng hợp thế nhở? Anh lãng mạn quá. Vì thế nên anh yêu em đó là la la. Hát đến tết công gồ mất. Mình đói lắm rồi này. Mình ăn nhá. Được chứ. Ngon quá nhở. Của em này. Lãng mạn lắm luôn. Hình như anh quên mất cái gì rồi ấy. Gì? Giờ này thì ai cần thìa chứ? Ok. Ngon phết. Nhìn thấy rùng mình. Nhưng ảnh vẫn đáng yêu. Sao em không ăn đi? Em no rồi ạ. Nhưng mình muốn buổi hẹn thật hoàn hảo. Để anh tìm trong ba lô nhé. Quả trứng à? Sao lại có trứng trong này? Và một cây bút 3D. Khoan, mình có cách rồi. Lấy bút 3D vẽ quanh quả trứng nào cả nhà. Hãy vẽ một đường xoắn ốc ở một bên của quả trứng như thế này này. Giờ bắt đầu vẽ đường thẳng bên trong hình xoắn ốc, lấp đầy nó thôi. Khi đã xong thì lấy miếng nhựa khỏi quả trứng và gắn tay cầm cho nó nữa. Thế là có cái thìa rồi này. Tiếp theo là dùng bút 3D để thêm vài chi tiết nữa. Tớ đang vẽ hình bàn chân mèo này và các chi tiết quanh cái thìa nhé. Cuối cùng là một cái mặt bên trong thìa. Ezzy ơi, anh làm cho em nè. Cho em ạ? Xinh quá đi. Ngon xỉu. Ơ kìa, ăn từ từ thôi em. Hẹn hò kiểu này vui quá đi. Không dám đi nhà hàng với em luôn đó.
nhưng vẫn cứ đáng yêu quá đi. Ngủ quá. Mình sẽ chỉ hỏi một câu thôi. Emily, mình phải tự tin hơn. Emily, không, nghe sợ quá. Emily, cái này cho em nè. Đây là biểu tượng của tình yêu của anh. Hy vọng em cũng có cảm xúc giống anh. Oops, ôi không, nó đi đâu rồi? Chắc ở đâu đó quanh đây thôi. Sao chuyện này cứ xảy ra với mình vậy? Hey Emily, nãy giờ anh đang chống đẩy thôi. Ngồi xuống đi. Trông em xinh quá. Dễ thương kìa. Anh nói thật đấy. Đợi đã, đó là sơn móng tay sao? Anh mượn nhé. Chi vậy? Tin anh đi, nó sẽ giải quyết mọi chuyện. Mình sẽ dùng sơn móng tay rồi sơn quanh băng cá nhân. Mình muốn làm một miếng mỏng. Sau khi nó khô, mình sẽ vẽ lên nó. Màu hồng là màu hoàn hảo nhất. Mình sẽ tô những khoảng trống bằng màu tối hơn này. Nhìn đẹp đấy. Bước cuối cùng là một hình trái tim. Nhìn thật hoàn hảo. Tốt hơn không nên làm rơi cái này. Ok, được rồi. Emily, có chuyện gì vậy Matthew? Ôi trời, anh đang đùa sao? Anh muốn hỏi em một chuyện. Không thể tin được. Em lấy anh nhé. Dĩ nhiên rồi. Anh rất hy vọng em sẽ nói thế. Em chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Xin like trước khi tiếp tục xem. Khoai tây chiên ngon hết sảy. Yeah, oh yeah. Mình chắc chắn sẽ chơi tới bến cấp độ này. Trong này còn chỗ cho mình không? Còn ghế trống kìa. Mình sẽ ngồi vào giữa lại. Cuối cùng cũng lẻn được vào đây. Nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bắt tay vào chơi thôi. Phải giãn gần cốt cái đã rồi chơi cho nó hăng. Được rồi, lên nào. Mình sẽ vượt qua ngục tối này và chắc chắn phá kỷ lục tốc độ. Cậu tưởng có thể ném đống NPC đó vào tớ sao? Cứ mơ đi, chết nè. Gì vậy trời, có chuyện gì thế? Ôi trời, vậy là mình không phá được kỷ lục tốc độ được rồi. Trời, bàn phím của mình, có chuyện gì với nó vậy? Phím rơi lả tả khắp nơi. Mình phá hỏng nó mất rồi. Nhìn chữ cái W này. Chả hết rồi, phắn đi. Mình cần làm một thứ khác để khắc phục sự cố này. Và đã đến lúc thêm chút nhựa epoxy rồi. Tớ không muốn đổ tràn ra đâu, chỉ thêm rắc rối thôi. Xong, tớ đã đổ vào hết các ô, nhựa khô lại rồi. Giờ thì lấy chúng ra. Nhìn phím này cưng quá à. Giờ thì tớ có thể đặt lên bàn phím, thay thế cho các phím đã mất. Được rồi, tớ cảm thấy rất an tâm về bàn phím mới, dễ thương này. Đã đến lúc quay lại với trò chơi rồi. Giãn cật cốt nào. Lên nào. Cố lên, mày làm được mà. Ấn mạnh hơn, nhanh nữa lên. Khoan. Wow. Thành công rồi, mình phá kỷ lục rồi. Bàn phím may mắn chính là chìa khóa. Này, được rồi, giỏi lắm. Một tràng pháo tay chúc mừng nè. Cắt nốt một đường và thế là xong vòng tay. Xinh quá nè. Ôi, Jennifer về rồi. Chào Luna. Chào. Khoan, cậu xảo khuyên hả? Khá ngầu đấy chứ. Tớ muốn trông thật khác biệt đấy. Tớ cũng muốn trông khác biệt. Chúng mình là đôi bạn xảo khuyên. Ý đó có vẻ hay ho phết đấy. Được rồi, đi thôi. Chào, nhớ em chứ. Mình lại có thêm nạn nhân. À nhầm, khách hàng. Cô ấy, nghiêm túc đấy á. Chắc là tôi có thể giúp cô ấy ngầu hơn. Qua bên này đi. Cậu sẽ mê cho mà xem. Chắc là chị làm cho em. Vậy, em đang muốn xảo khuyên ở đây. Tốt. Vào việc luôn. Sao không thấy chị nói gì? Sẽ đau đấy. Đó là kim sao? Một cái thôi. Ngồi im. Đã bảo ngồi im. Không. Xấu hổ quá đi mất. Tại cái kim to khủng bố. Nhưng tớ thật sự muốn xảo khuyên. Giờ thì chúng mình chả làm được gì. Mà chưa chắc. Tớ đã nghĩ ra một ý hay. Mình chỉ cần chút keo dán mi giả và hạt tròn. Vào việc nào. Tớ sẽ nhỏ keo lên trên hạt. Sau đó thì dán vào phía trên lông mày. Tiếp theo, mình làm khuyên mũi. Wow, trông bá đạo đấy. Ước gì tớ nghĩ ra sớm hơn. Cái cuối cùng này. Wow, cảm ơn cậu nhiều. Và không đau chút nào luôn. Cậu ngầu lắm. Đôi bạn xỏ khuyên. Mẹ tớ sẽ nổi điên lên cho mà xem. Nè, quá trời vỏ sò luôn á. Miếng thức bé màu trắng này. Về nhà với chị nào.
bé này còn xinh hơn ý. Ui, wow, cậu xinh quá à. Hình như tụi mình có cùng gu đó nha. Chà, cái vỏ này chắc có sức mạnh siêu nhiên nè. Nó mang cờ rốt đến với mình mà lị. Yay, tớ sẽ giữ cậu mãi mãi luôn. Giờ tụi mình có gì nhỉ? Cũng xinh phết à nha. Này Olivia, cái gì đấy? Mấy cái vỏ sò này toàn đất thôi, đừng để ý chị nhá. Mia, trời ơi, vỏ sò quý giá của mình. Trời ơi, vô tình thôi mà. Chị quá đáng quá đỗi thật sự luôn. Tình yêu của mình thế là hết. Không sao đâu, không sao hồi nào. Đằng kia có gì nhỉ? Biết rồi, mình có thể dùng nó để sửa cái vỏ sò. Xem mà học hỏi nè. Mình sẽ cho hết vỏ sò vào ngay đây. Nó sẽ không như vậy quá lâu đâu. Lấy hai cái cốc nhựa trong nào và đổ chút resin vào đó. Khi đã xong một ly thì đổ tiếp vào ly kia. Hoàn hảo. Và giờ đến phần vui nhất rồi nè. Tô màu nào. Nhưng tụi mình chỉ cần vài giọt nho nhỏ thôi. Một chút thôi là ổn lắm rồi đó. Tụi mình cần phải khuấy thật kỹ nữa nha. Giờ sử dụng mấy quả bóng này thôi. Và không, tụi mình chưa cần thổi nó đâu. Nhưng các bạn thì nó có giãn chứ nè. Tụi mình sẽ tận dụng điều đó. Các bạn sẵn sàng xem vỏ sò biến thành một thứ mới tanh chưa? Chỉ cần cho từng mảnh của nó vào bóng bay thôi. Sẽ hơi lâu xíu nhưng cực kỳ xứng đáng á. Giờ lấy cả đống tâm ra nào. Sau đó dùng một cái để chọc qua miệng thổi của bóng bay. Bạn có thể sẽ cần mạnh tay tí xíu á. Khi đã đâm được hai cây thì hãy để nó lên ống nghiệm này nha. Giờ mình dùng resin có màu thôi. Chỉ cần đổ thật chậm vào trong bóng bay thôi. Và khi đã đầy thì tụi mình sẽ đợi xíu. Các bạn muốn xem kết quả chứ nào? Thể nào cũng xịn lắm luôn. Khuyên tay vỏ sò nè. Trông có đỉnh không chứ? Này Olivia ơi! Cái gì á? Khuyên tay vỏ sò chứ sao nữa? Nhìn diễn sò quá đi! Nhìn tuyệt hơn như vậy nhiều phải không nào? Chị tuyệt thật ý Mia! AirPods đúng là một món đồ siêu tiện lợi, nhưng mà cái hộp thì cứ bị chả nòm ấy. Nhưng với một cái bút 3D, tụi mình có thể khiến nó hay ho hơn nhiều. Cùng bắt đầu những đường dọc trên hộp nhá. Mọi người nhớ vẽ các đường ấy sát nhau vào khắp cái hộp nhá. Cơ mà đừng vẽ lên cái nút đấy. Đừng quên phía dưới của cái hộp và nhớ tránh chỗ cắm sạc ra. Khi đã xong, tụi mình sẽ đổi màu và vẽ các vòng tròn lên nắp. Dùng bút 3D để dính hai màu hình tam giác lên đỉnh của cái hộp nữa và thêm mấy bông hoa xinh. Cuối cùng là vẽ hai hàng lông mi. Thế là AirPods của bạn có cái ốp kỳ lân rồi. Cái ơi nhìn này, trông đáng yêu thật đấy. Biết mà. Hộp của tớ trông chán ghê. La 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 la.